Dakar AS 44 mới vừa sửa xong, nó bị triệu chứng là mất nguồn. Bây giờ là tôi tiến hành quay lại để cho khách thấy là test xong rồi. Giờ khách em. Giờ ta xả nước ra này. Đầu tiên ta test chức năng là test nước axit nhỉ. Sau khi đợi cái đèn nó báo tín hiệu đó, người ta đưa nước vào. Đó. Đây là nó báo rồi. Nước thứ nhất là nước axit này. Nước thứ hai, nước thứ hai này, trung tính, nước trung tính. Nóc 1 nước 8.5 à. 8.5. Nước 1 8.5. Nước bút thứ 2 là nước 9 chấm. 9.5, 9 chấm độ pH á. Chấm độ pH. Rồi, cuối cùng là bút 3 là nước 9.5. Ok, sau khi lấy mẫu xong rồi ta khóa nước lại. Bây giờ ta cho dung dịch cho dung dịch vào nha. Đây là nước axit nè, nước trung tính nè, nước mức 1 nè, 8.5 nè, mức 2 này 9.5 này. 9 chấm. Thứ 3 9.5. Thì các bạn thấy là cái mức 9.5 độ pH á, thì cái nước nó chuyển ra màu xanh, nó đậm hơn. Cái càng độ pH càng cao thì sau khi tưới thì độ pH càng đậm hơn nha. Đây là máy Panasonic 5 loại nước nha. Cho ra 5 loại nước, có những máy là cho ra tới là 7 loại nước. Cái độ pH lên tới là 11.5. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu các bạn nào có máy móc hư hỏng, hãy liên hệ với tôi là số điện thoại để dưới phần mô tả đó. Tôi sửa chữa máy lọc nước chuyên nghiệp trên toàn quốc. Anh em nào nếu mà chưa có đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để theo dõi. Nếu thấy video này hay, hãy cho tôi một like mà và chia sẻ cho mọi người. Nếu có máy hư hỏng gì thì cứ liên hệ với tôi. Thank you.